Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối Chủ nhật ngày 21 tháng 10 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Nhiều sản phẩm nông sản của Lâm Đồng sẽ được hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, xuất xứ. Lâm Đồng chung tay vì người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau. Cần có những giải pháp quyết liệt để khắc phục thẻ vàng trong thủy sản. Sau khi Ủy ban châu Âu đã rút thẻ vàng cảnh báo với thủy sản xuất khẩu Việt Nam vào châu Âu. Khô hạn ở khu vực miền Đông Bắc của Thái Lan làm ảnh hưởng nặng nề cho ngành nông nghiệp của khu vực này. Nhiều tuyến đường xuống cấp trầm trọng gây khó khăn cho người dân khi lưu thông qua các tuyến đường liên thôn, liên xã. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định số 2013 về ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao giai đoạn 2018-2020. Từ bộ tiêu chí này, Lâm Đồng quy định các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao phải đáp ứng 5 tiêu chí mới về hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân, giáo dục, y tế, văn hóa, cảnh quan môi trường và an ninh trật tự hành chính công. Theo đó, các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao phải đạt tỷ lệ từ 70 đến 75% cứng hóa đường trục thôn, liên thôn, đường chính nội đồng vận chuyển hàng hóa thông tiện, 90% diện tích đất nông nghiệp chủ động nước tưới, 99% hộ dân sử dụng điện thường xuyên, 95% số trường học cao cấp có cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia, 90% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, 85% số hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, thu nhập bình quân đầu người cao hơn 1,3 lần thời điểm đạt chuẩn xã nông thôn mới. Mỗi xã phải xây dựng từ 1 đến 2 mô hình nông nghiệp công nghệ cao, có doanh thu cao gấp 1,5 lần so với bình quân trên đơn vị diện tích đất toàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn phối hợp với các sở ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tiến hành rà soát lựa chọn các xã đạt chuẩn nông thôn mới để xây dựng kế hoạch phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và thực hiện các trình tự thủ tục công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo đúng quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết 9 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã có 710 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng vốn đăng ký 4.461 tỷ đồng. Trong đó có 2 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 122,52 tỷ, quy mô diện tích 3,19 ha. Số còn lại là dự án trong nước. Các dự án được thành lập mới chủ yếu đầu tư trên các lĩnh vực đầu tư xây dựng, công nghiệp chế biến, khai khoáng, chế biến nông sản, dịch vụ du lịch. So với cùng kỳ năm 2017, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 9 tháng đầu năm giảm 12% và giảm 4,3% tổng số vốn đăng ký. Nguyên nhân số doanh nghiệp thành lập mới giảm là do thời gian qua, một số doanh nghiệp còn gặp không ít khó khăn về vốn, nhu cầu về mặt bằng để sản xuất kinh doanh còn thiếu, sản phẩm nằm xa khó tiếp cận thị trường tiêu thụ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cũng như tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư dự án trên các lĩnh vực, trong thời gian tới, Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh CPI. Ưu tiên các nhà đầu tư có tiềm lực mạnh về công nghệ tài chính và năng lực quản trị doanh nghiệp. Tỉnh Lâm Đồng vừa có chủ trương đồng ý cho công ty T-Food thành phố Hồ Chí Minh triển khai dự án truy xuất nguồn gốc nông sản bằng công nghệ blockchain trên địa bàn. Theo đó, nhiều sản phẩm nông sản của Lâm Đồng sẽ được hỗ trợ truy xuất nguồn gốc như khoai tây, cà rốt, hành tây, cà phê, sầu riêng và một số sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Lâm Đồng là cơ quan đầu mối phối hợp với công ty T-Food nghiên cứu xác định các nhóm nông sản ưu tiên thử nghiệm truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ blockchain, trong đó tập trung truy xuất các nông sản nhập từ quốc gia khác mạo danh nông sản mang thương hiệu Đà Lạt. Thông qua việc ứng dụng truy xuất nguồn gốc nông sản bằng công nghệ blockchain sẽ có phần giúp người tiêu dùng nhận biết nguồn gốc, quá trình sản xuất và lựa chọn nông sản đạt chất lượng, qua đó xây dựng và khẳng định thương hiệu nông sản Đà Lạt Lâm Đồng trên thị trường trong và ngoài nước. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng cho biết, hiện toàn tỉnh diện tích gieo trồng sau đạt hơn 61.300 ha, trong đó 960 ha sau được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, đã đưa năng suất chất lượng sau Lâm Đồng dẫn đầu cả nước về diện tích và sản lượng. Rau là một trong những cây trồng chủ lực khai thác được tiềm năng ưu thế về điều kiện khí hậu đất đai của Lâm Đồng, cung cấp chủ yếu cho thị trường trong nước và xuất khẩu sang một số nước trong khu vực. Diện tích gieo trồng sau toàn tỉnh đạt hơn 61.300 ha, sản lượng đạt hơn 2 triệu tấn. Trong đó có 960 ha rau được sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn và cung cấp vào các chuỗi siêu thị lớn cũng như xuất khẩu. Đặc biệt, Lâm Đồng có 20 ha diện tích thủy canh đạt thu nhập từ 1 đến 3 tỷ đồng và đang đưa vào thử nghiệm thành công sản xuất sau khí canh. Với việc áp dụng các công nghệ hiện đại vào sản xuất đã đưa năng suất chất lượng sau Lâm Đồng lẫn diện tích sản lượng sau của Lâm Đồng đứng đầu cả nước.
Theo Phòng Nông nghiệp huyện Đa Tẻ, hiện trên địa bàn huyện có 30 hectare nếp quýt sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap và dự kiến đến năm 2020, huyện sẽ xây dựng vùng chuyên canh nếp quýt lên hơn 2.000 hectare. Từ hiệu quả mô hình sản xuất thí điểm 5 hectare nếp quýt theo tiêu chuẩn Global Gap từ năm 2017 tại xã An Nhân, đến nay huyện Đà Tẻ đã cho nhân rộng mô hình này lên hơn 30 hectare. Theo ngành nông nghiệp, sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap đòi hỏi khắt khe về quy trình chăm bón, giống và điều kiện từng vùng đất. Qua sản xuất thí điểm, kết quả của mô hình này mang lại khá cao. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục được nhân rộng trên địa bàn huyện. Hiện sản phẩm nếp quýt Đà Tẻ được một số doanh nghiệp thỏa thuận liên kết thu mua xuất khẩu. Toàn huyện Đà Tẻ hiện có trên 730 hectare chuyên canh nếp quýt, được sản xuất chủ yếu tại xã An Nhân và thị trấn Đà Tẻ theo hướng Việt Gáp. Theo kế hoạch đến năm 2020, huyện Đà Tẻ sẽ xây dựng vùng chuyên canh nếp quýt lên tới hơn 2.000 hectare. Hơn 97% lao động nông thôn có việc làm sau học nghề đã mang lại hiệu quả trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Hãy chung tay vì người nghèo để người nghèo thực sự thoát nghèo bền vững. Sẽ tiếp nối chương trình thời sự tối nay. Từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ đào tạo nghề, nông nghiệp cho gần 22.000 lao động nông thôn với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng. Theo báo cáo của ngành chức năng, lao động học nghề xong có việc làm đạt tỷ lệ 97,6%. Nhìn chung, thời gian qua có chuyển biến tích cực, đặc biệt là việc lựa chọn ngành nghề đào tạo, phù hợp với các nội dung định hướng trong tái cơ cấu ngành. Lao động học nghề sau khi được đào tạo, người lao động đã nắm vững các kỹ thuật áp dụng vào thực tế sản xuất. Với những hiệu quả trong công tác đào tạo nghề nông thôn đã giúp người dân khu vực này đẩy mạnh sản xuất, ổn định cuộc sống, giảm nghèo và làm giàu bền vững. Nhằm từng bước nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông trên địa bàn, từ nguồn ngân sách nhà nước, huyện Di Linh đầu tư trên 27 tỷ đồng xây dựng nâng cấp tuyến đường liên xã Tân Lâm - Đinh Trang Hòa với tổng chiều dài hơn 7 km. Công trình được xây dựng theo quy mô đường cấp 4 miền núi, bao gồm hệ thống mương thoát nước, hệ thống an toàn giao thông như cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ theo quy định. Dự kiến đến năm 2020, công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Đây là tuyến đường xuống cấp đã nghiêm trọng, gây cản trở lưu thông của người dân. Vì vậy, việc đầu tư công trình mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân trong vùng. Đây cũng là tiêu chí quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện Di Linh phát triển. 9 tháng đầu năm 2018, Quỹ vì người nghèo các cấp tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận được tổng cộng số tiền trên 12,7 tỷ đồng ủng hộ. Trong đó, Quỹ vì người nghèo cấp huyện và xã vận động được trên 10,3 tỷ đồng. Hiện nay, số tiền quỹ được phân bổ để xây dựng 73 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 20 căn nhà với số tiền trên 2,5 tỷ, hỗ trợ tặng quà Tết cho học sinh nghèo học tập, giúp người nghèo ốm đau bệnh tật được điều trị và các hoạt động khác với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Bên cạnh việc kêu gọi ủng hộ quỹ vì người nghèo các cấp ngành trong tỉnh tiếp tục tạo điều kiện dạy nghề, giới thiệu việc làm trong nước và ngoài nước, hỗ trợ đất sản xuất cho vốn vay ưu đãi, đầu tư cơ sở hạ tầng để giúp người nghèo tại tỉnh Lâm Đồng thoát nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mục tiêu giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư. Tại Lâm Đồng, việc hỗ trợ người nghèo thoát nghèo bền vững được các cấp các ngành, các địa phương và cộng đồng quan tâm và triển khai đồng bộ. Tuy nhiên, để người nghèo thực sự thoát nghèo bền vững, thì bên cạnh sự trợ giúp của xã hội, mà chính bản thân họ cũng phải quyết tâm, nỗ lực vươn lên, cải thiện chính cuộc sống của mình. Nhìn căn nhà với diện tích 32m² đang được xây dựng kiên cố, bà Cao Vung, xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên cảm thấy ấm lòng hơn. Với căn nhà kiên cố này, bà không còn sợ nắng mưa, con cháu cũng yên tâm sản xuất. Đây cũng chính là một trong số 14 mái ấm tình thương được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, với mong muốn hỗ trợ phụ nữ nghèo và gia đình của họ có một nơi khang trang hơn để ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất. Được nhận nhà vui lắm chứ. Bây giờ thì có thể an tâm ở đây. Con cháu cũng không phải lo lắng cho mình mà yên tâm đi làm ăn. Trên địa bàn xã còn như vậy là trên 60 căn nhà cho hộ nghèo. Đây là một cái chương trình như vậy là địa phương hết sức là trân trọng và cảm ơn. Gắn liền với đó thì địa phương cũng huy động để bổ sung thêm các nguồn vốn đầu tư hỗ trợ để như vậy là hoàn thành những cái căn nhà chúng ta đã xây dựng trong năm nay. Có an cư thì mới lạc nghiệp. Khi được hỗ trợ căn nhà kiên cố hơn, chị Đỗ Thị Quýt ở xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng
quyết định vay vốn mua bò sinh sản từ chương trình vay vốn nuôi bò sinh sản của Quỹ Tín dụng Liên hiệp Đất Trồng cho hộ nghèo để làm ăn. Từ đây, chị Quyết có thêm thu nhập ổn định hàng tháng, giúp chị chi trả tiền sinh hoạt, yên tâm chăm sóc cho người chồng bị bại liệt, cũng như đưa đón hai con đi học. Có tư liệu để sản xuất chăn nuôi, chị Quyết cảm thấy tự tin hơn và sẵn sàng trả lại vốn cho Quỹ Tín dụng Nhân dân Liên hiệp sau thời gian 2 năm để tiếp tục cho những gia đình khác khó khăn hơn vay vốn. Sau này mà nếu bán bò là chị dự định là cái số mà gốc thì chị lại hoàn trả lại cho cái hội, để cho còn những cái hoàn cảnh nào mà họ ấy thì họ giúp đỡ cho, còn lại cái những cái số lời thì mình sẽ nuôi thêm một con nữa. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh cuối năm 2017 giảm còn 3,9%. Tuy nhiên, tỷ lệ nghèo ở khu vực nông thôn vẫn còn cao, gấp 5 lần so với thành thị. Hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều. Nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, trong năm qua, các cấp các ngành đã thực hiện cấp gần 290.000 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng thụ hưởng, hoàn thành 670 căn nhà ở theo đề án cho hộ nghèo, hỗ trợ tiền điện cho trên 78.100 lượt hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, trợ giúp pháp lý cho gần 720 người thuộc hộ gia đình hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, qua một năm vận động triển khai trên toàn tỉnh, Quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận được tổng cộng số tiền trên 12,7 tỷ đồng ủng hộ. Hiện nay, số tiền quỹ được phân bổ để xây dựng 73 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 20 căn nhà với số tiền trên 2,5 tỷ đồng. Hỗ trợ tặng quà Tết, giúp học sinh nghèo học tập, giúp người nghèo ốm đau bệnh tật được điều trị và các hỗ trợ phương tiện sản xuất, tư liệu sản xuất cho các hộ khó khăn. Phối hợp vận động tuyên truyền cả xã hội, chung tay và đóng góp giúp đỡ, rồi già người nghèo cũng phải có cái trách nhiệm, nên là vươn lên cùng với cái quỹ vì người nghèo xã, rồi bà con hộ tộc cộng đồng tham gia giúp đỡ nữa thì mới xóa được cái nhà tạm và nhà dột nát. Thế, từ cái năm 2013-14 là cái số hộ nghèo là gần 140 hộ, mà nay giảm đây còn 86 hộ, đây là cái quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương vào cuộc đồng bộ, mà trong đó người dân là chung tay vào phát triển kinh tế, nâng cao cái đời sống. Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, toàn xã hội đã và đang giúp đỡ cho những người nghèo, những người còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Sự quan tâm ưu tiên hỗ trợ bằng vật chất và tinh thần này chỉ giải quyết được phần nào những trở ngại trước mắt, trao cần câu để người nghèo vươn lên. Chính những người nghèo cần phải có ý thức tự lực tự cường, vượt qua nghèo đói, không ngừng cố gắng phát triển sản xuất, trồng trọt, kinh doanh để nâng cao kinh tế gia đình, để công tác xóa đói giảm nghèo thực sự bền vững. Một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ tiếp tục chương trình thời sự tối nay. Tối ngày 20 tháng 10 tại thành phố Đà Lạt, vụ dân tộc thiểu số, Ủy ban dân tộc phối hợp với Ban dân tộc tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã bế mạc cho giải hội thi tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới. Các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với nội dung trình bày sâu sắc và hình thức thể hiện sân khấu hóa đa dạng, trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Lâm Hà giành giải nhất, trường phổ thông dân tộc nội trú Đức Trọng và các trường các huyện phía Nam đạt giải nhì, giải ba thuộc về trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng và Bảo Lâm. Ngoài ra, 4 trường cũng được ban tổ chức trao 4 giải khuyến khích. Hội thi lần này thu hút trên 100 cán bộ, giáo viên và học sinh đến từ 9 trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tham gia các phần thi pháp luật liên quan về luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân và gia đình, đề án giảm thiểu tình trạng hôn nhân và hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số, đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới. Hội thi với mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ giáo viên và các em học sinh về bình đẳng giới nói riêng, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong vùng dân tộc thiểu số nói chung. Chiều hôm qua 20 tháng 10, Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức khai giảng bậc đào tạo sau đại học năm học 2018-2019. Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Hồng Phong, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt đã chúc mừng tới 76 tân học viên cao học đã trúng tuyển đầu vào năm học 2018-2019. Nhà trường mong muốn các tân thạc sĩ nỗ lực học tập và nghiên cứu để hoàn thành tốt các chương trình đào tạo của hệ cao học. Được biết, sau hơn 20 năm đào tạo bậc sau đại học, Trường Đại học Đà Lạt đã đào tạo cho hơn 1.000 thạc sĩ ra trường, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Hiện nay, Trường Đại học Đà Lạt đang đào tạo 6 chuyên ngành sau bậc đại học gồm toán giải tích, vật lý kỹ thuật, hóa phân tích, sinh thái học,
văn học Việt Nam, lịch sử Việt Nam. Cũng nhân dịp này, Trường Đại học Đà Lạt cũng đã trao bằng tốt nghiệp tiến sĩ khóa 5 cho một tiến sĩ ngành toán giải thích và 47 thạc sĩ khóa 23. Sáng ngày 21 tháng 10, Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Đà Lạt đã tổ chức chương trình khám tầm soát các bệnh lý thường gặp ở phụ nữ cho hơn 40 chị em phụ nữ trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Tại đây, các chị em tham gia chương trình đã được khám, tư vấn, tầm soát các bệnh lý liên quan đến chị em phụ nữ như ung thư cổ tử cung, cách ngăn ngừa và phòng tránh, những tác hại đến sức khỏe khi mắc phải căn bệnh nguy hiểm này, v.v. Với những chị em không được trực tiếp đến được địa điểm tổ chức chương trình, cũng có thể tham gia bằng hình thức tư vấn trực tuyến qua mạng và được giải đáp những thắc mắc về bệnh lý khi có nhu cầu. Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Đà Lạt cũng có nhiều phần quà và các chương trình ưu đãi giảm giá dành cho phụ nữ khi khám sức khỏe tại đơn vị. Sáng 21 tháng 10, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận PNG, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Lạt đã bàn giao nhà máy ấm Niềm tin cho gia đình ông Trần Trọng Hồng và bà Đỗ Thị Kim Dung tại tổ Tự Tào 3, phường 11, thành phố Đà Lạt. Căn nhà diện tích 48m², tường gạch nung quét sơn nước, mái lợp tôn, nền lát gạch với tổng số tiền xây dựng 140 triệu đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận PNG hỗ trợ 45 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 11 hỗ trợ 25 triệu đồng, còn lại là của gia đình tự đóng góp thêm. Được biết, gia đình ông Hoàng Trọng Hồng và bà Đỗ Thị Kim Dung là một trong ba hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường 11, thành phố Đà Lạt. Ông Hồng bị bệnh thận mãn tính và phải thường xuyên chạy thận. Ba con còn đi học, trong đó có một cháu bị thiểu năng. Với căn nhà mới được xây dựng, đã giúp gia đình ông có chỗ ở ổn định để yên tâm sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Sáng ngày 21 tháng 10, Trung tâm Đào tạo Cờ Vua Đà Lạt Children Chess đã khai mạc giải cờ vua mở rộng lần thứ hai, tranh cúp Khafaku, diễn ra trong một ngày. Giải lần này thu hút gần 150 kỳ thủ đến từ các trung tâm, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh và các tỉnh thành lân cận tham gia tranh tài ở nội dung giải cờ nhanh với 3 nhóm tuổi U6 nam nữ, U8 nam nữ, U10 nam nữ và nội dung Open. Các kỳ thủ thi đấu theo thể thức 7 ván với thời gian mỗi ván tối đa 25 phút. Trong những năm qua, phong trào cờ vua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có bước phát triển khá mạnh, đặc biệt là tại các trung tâm đào tạo cờ vua cũng như tại các đơn vị trường học. Thông qua giải không chỉ là dịp để các kỳ thủ nhỏ tuổi có niềm đam mê với bộ môn cờ vua, được gặp gỡ, giao lưu, thi đấu cờ vua, từ đó nâng cao tầm thành tích, đồng thời qua đó góp phần thúc đẩy phong trào cờ vua trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng. Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước và quốc tế. Cần có những giải pháp quyết liệt để khắc phục thẻ vàng trong thủy sản. Sau khi Ủy ban châu Âu đã rút thẻ vàng cảnh báo với thủy sản xuất khẩu Việt Nam vào châu Âu. Khô hạn ở khu vực miền Đông Bắc của Thái Lan làm ảnh hưởng nặng nề cho ngành nông nghiệp của khu vực này. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tự tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí. Về nguyên tắc giải quyết thủ tục hành chính, Ủy ban Nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ trong quy trình liên thông. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn bằng phiếu theo mẫu quy định, cụ thể một lần, đầy đủ để công dân bổ sung hoàn chỉnh. Ủy ban Nhân dân và Công an cấp xã, Ủy ban Nhân dân và Công an cấp huyện, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội cấp tỉnh và cấp huyện, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trong việc giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình, và cùng phối hợp giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính. Cá nhân có yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính trên có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các thủ tục hành chính này. 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá sấu và sản phẩm từ da cá sấu của thành phố Hồ Chí Minh tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, để chấm dứt điệp khúc giá cả bấp bênh vẫn diễn ra nhiều năm nay, bên cạnh việc liên kết thì thành phố Hồ Chí Minh phải tính đến câu chuyện xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm sản xuất từ da cá sấu. Giá cá sấu tăng từ 60.000 lên 150.000 đồng một ký là điều rất đáng mừng cho người nuôi. Nhờ đó, mỗi con cá sấu xuất bán đã mang lại lợi nhuận từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi. Với khoảng trên 70.000 con cá sấu được nuôi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trong 9 tháng đầu năm 2018,
đã xuất khẩu được 5.200 con. Ngoài ra có trên 27.000 con khác đã được gắn thẻ chờ xuất khẩu. Giá cá sấu thì sẽ càng ngày càng giọt. Bởi vì hiện nay cá sấu quầy thị trường cũng như là trong cái hộ chăn nuôi nó giảm rất mạnh. Và hy vọng cái con giống cá sấu trong cái đợt này nó sẽ tăng giá so với cái năm 2017. Theo Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu chính 95% sản phẩm cá sấu từ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có Hồng Kông, Nhật Bản, Pháp, Nga. Bên cạnh đó, tín hiệu thị trường cũng chuyển biến mạnh mẽ từ sản phẩm nguyên con, giá trị thấp sang sản phẩm sơ chế chế biến từ da cá sấu. Da cá sấu xuất khẩu là hơn 21.000 tấm, mà so với cùng kỳ thì chỉ có 9.300 tấm. Mà cái giá trị gia tăng trong cái việc xuất khẩu nó cũng rất là cao so với lại cùng kỳ. Mà hồi trước thì xuất khẩu của thành phố so với cùng kỳ là khoảng 40 tỷ. Mà hiện nay cái xuất khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh năm nay đến thời điểm này là khoảng trên 80 tỷ. Dù đáng mừng khi giá tăng, nhưng các doanh nghiệp gắn bó nhiều năm với ngành nuôi cá sấu lại lo ngại. Tình hình xuất khẩu thuận lợi có thể đi cùng với việc tái đàn ồ ạt, dẫn đến dư thừa cung và giá lại giảm. Do đó, cần thiết phải có liên kết chặt chẽ giữa các hộ nuôi và doanh nghiệp để kiểm soát được giá bán. Ngoài ra, cần tính đến xây dựng thương hiệu cho cá sấu Việt Nam. Mình có rất nhiều cái để xây dựng thương hiệu, có những truyền thuyết về cá sấu nè, những huyền thoại, những truyền thuyết rất hay. Mình đưa nó vô cái tạo thành một cái huyền thoại cá sấu Việt Nam và mình xây dựng thương hiệu cá sấu Việt Nam. Kể cả thịt cá sấu, kể cả cá da muối, kể cả đặc biệt là sản phẩm da, thì lúc đó cái giá trị gia tăng nó sẽ nâng lên nhiều. Theo ước tính, sản phẩm cá sấu từ Việt Nam đáp ứng chưa tới 10% nhu cầu thế giới, đặc biệt ở phân khúc sản phẩm cao cấp. Do vậy, nếu có thể thay đổi tư duy sản xuất, nghiên cứu thị trường để đón đầu xu thế tiêu dùng, thì ngành cá sấu Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước có thể tận dụng yếu tố thiên thời, địa lợi, phát triển bền vững, chấm dứt điệp khúc cá thừa, giá giảm. Thưa quý vị và các bạn, vào cuối tháng 10 năm ngoái, Ủy ban châu Âu EEC đã rút thẻ vàng cảnh báo với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam vào châu Âu về việc khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Và kể từ đó đến nay, cùng với ngành thủy sản cả nước, Khánh Hòa cũng đã thực hiện hàng loạt các giải pháp theo khuyến nghị của EEC để chấm dứt tình trạng này. Những kết quả đạt được trong báo cáo gần đây là hết sức khả quan, song thực tế vẫn còn nhiều tồn tại, đòi hỏi những giải pháp quyết liệt hơn nữa để kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Trong gần một năm qua, tỉnh Khánh Hòa đã đẩy mạnh công tác truyền thông với 40 đợt cho hơn 3.000 ngư dân, lắp đặt các bảng tuyên truyền chống hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp và bản đồ thể hiện ranh giới vùng biển, thành lập 4 văn phòng tại các cảng cá để tăng cường kiểm soát, giám sát hoạt động tàu cá và hỗ trợ bà con truy xuất nguồn gốc thủy sản. Tỉnh cũng có quy định bắt buộc phải lắp đặt thiết bị Movima, nâng cấp thiết bị giám sát hành trình, từng bước nâng cao nhận thức cho cộng đồng ngư dân đang làm việc trên 600 tàu cá đánh bắt khơi xa, tham gia chấp hành nghiêm các khuyến nghị của EEC. Tụi tôi thì không đi biển này giao tài công thì nó muốn đi đâu nó đi, nhưng mà tôi phải làm một cái giấy cam kết trước khi đi. Đó là coi như là mình đã không có mong không cho anh em tài công của tôi đi qua nước bạn. Hàng ngày mình đi thì mình cũng có lên có giám sát của ban ngành, mình trình mình báo, mình cũng về vậy cũng trình cũng báo đầy đủ hết. Với những giải pháp mang tính đồng bộ đó, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Tình hình tàu cá vi phạm khai thác tại vùng biển nước ngoài từ đầu năm đến nay đã giảm xuống còn 2 trường hợp so với 8 trường hợp bị phát hiện trong năm 2017. Các doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn trong việc truy xuất nguồn gốc thủy sản. Song thực tế hiện nay vẫn đặt ra nhiều khó khăn thách thức đối với Khánh Hòa khi mà tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn còn xảy ra. Xuất hiện tình trạng tàu cá của các địa phương khác giả mạo số hiệu tàu cá Khánh Hòa đi đánh bắt tại các vùng biển các nước lân cận. Có người là cố tình nha, có người cố tình đã đánh ở vùng biển nước ngoài để mà kiếm nước may, trót lọt thì kiếm cái thu nhập. Thì thứ nhất là về tuyên truyền, thứ hai là xử lý, thứ ba là gắn thiết bị giám sát hành trình, có nghĩa là mà bắt buộc tàu cá phải mở 24/24. Sắp tới thì nếu mà thực hiện theo luật 2017, luật thủy sản 2017 thì rõ ràng cái này phải làm rất mạnh, vì những cái trường hợp vi phạm như này có thể phạt đến là từ 1 tỷ đến 2 tỷ. Ai là vi phạm thì phải đưa ra kiểm điểm trước ngư dân, để ngư dân như vậy sợ
mà sợ nhất vẫn là gì? Là cái dư luận của quần chúng ở trong cái cộng đồng của mình. Khâu này là khâu quan trọng. Tuy nhiên, về phía ngư dân cũng cho biết, do vùng biển trồng lấn nên rất dễ vi phạm ranh giới vùng biển nước ngoài khi tàu cá hoạt động tại khu vực này. Bà con kiến nghị lực lượng chức năng cần hỗ trợ ngư dân hiểu hơn trong hoạt động đánh bắt khơi xa. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu cả hệ thống chính trị cùng bà con ngư dân và doanh nghiệp tập trung thực hiện các giải pháp quyết liệt hơn nữa. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận huyện theo chức năng, nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng để phát triển sản xuất kinh doanh. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các quận huyện phối hợp với ngành ngân hàng trên địa bàn đẩy mạnh triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết chuỗi giá trị nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương. Đề nghị quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tăng cường hoạt động tạo điều kiện để các hợp tác xã trên địa bàn vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết là ba bệnh đang lưu hành cùng lúc. Nhiều bà mẹ bối rối khi trẻ bị sốt cao, nổi ban và khó phân biệt được con đang mắc bệnh gì. Vậy làm cách nào để nhận biết được dấu hiệu mắc bệnh sởi cũng như cách phòng tránh cho trẻ? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương mỗi ngày điều trị cho hàng chục trẻ bị mắc sởi. Triệu chứng dễ nhận biết nhất khi trẻ mắc sởi đó là sốt cao, phát ban dưới da mà khởi phát từ sau tai, sau đó lan ra mặt và toàn thân. Bé sốt được 2 ngày, sang ngày thứ 3 thấy nổi đỏ. Em bé bị sốt, rồi nổi bát, để mắt chảy nước, có ghen ra đôi ít. Còn tại khoa nhi tiêu hóa, dinh dưỡng lây, bệnh viện Sinh Pôn, nhiều trẻ bị biến chứng viêm phổi do mắc sởi. Hầu hết các trẻ đều chưa được tiêm phòng hoặc mắc khi chưa đến độ tuổi tiêm phòng. Cháu khó thở ở nhà rồi, khó khè với cả ho nhiều, hắt hơi nhiều, nước mũi chảy nhiều. Không vào đây thì bác sĩ chuẩn đoán cho nằm viện rồi thở oxy. Không có, em nghĩ tiêm cho con thôi chứ chả ở những tiêm mình. Tiêm cho các cháu lớn thôi ạ. Vâng, còn cháu này thì chưa đến tuổi. Mặc dù là bệnh lành tính, nhưng sởi là bệnh có tốc độ truyền nhiễm rất nhanh và sự nguy hiểm của sởi chính là những biến chứng do bệnh gây ra. Với những trẻ có biểu hiện sốt cao hoặc có viêm long đường hô hấp hoặc phát ban bất kỳ dấu hiệu bất thường thì các mẹ nên đưa trẻ đến những cơ sở y tế gần nhất để khám sàng lọc để phát hiện sớm bệnh sởi. Khi phát hiện có trẻ mắc sởi, điều quan trọng cần chú ý là thực hiện việc cách ly trẻ bệnh với các trẻ lành. Người chăm sóc trẻ bệnh phải rửa tay sạch sẽ trước và sau mỗi lần tiếp xúc với trẻ bệnh rồi mới được chăm sóc trẻ lành. Nâng cao sức đề kháng cho trẻ nhỏ bằng chế độ ăn với đầy đủ dưỡng chất cần thiết. Tránh quan niệm cho bệnh nhân kiêng tắm, kiêng gió. Thực hiện chủ động việc tiêm ngừa bệnh sởi. Khi trẻ có các triệu chứng, sốt cao, mệt mỏi, nhức đầu, ho nhiều, khó thở, đau cơ đau khớp, không chịu ăn uống, phát ban toàn thân, phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế gần nhất. Chuyển sang phần thông tin quốc tế. Bên lề hội nghị ADMM Cộng tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã có buổi trao đổi và nhất trí sẽ tăng cường hợp tác giữa quân đội hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và người đồng cấp Trung Quốc đồng ý kiểm soát rủi ro, tăng cường lòng tin lẫn nhau và sự hợp tác giữa quân đội hai nước, góp phần thúc đẩy mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc. Ông Ngụy Phượng Hòa cho biết, việc thúc đẩy hợp tác là lựa chọn duy nhất trong mối quan hệ lâu dài giữa Bắc Kinh và Washington. Tăng cường lòng tin lẫn nhau là phương tiện tốt nhất giải quyết các bất đồng giữa hai bên. Về phía Mỹ, ông Mattis cho biết, mặc dù còn có những bất đồng, nhưng ông hy vọng sẽ tăng cường trao đổi giữa hai quân đội ở tất cả các cấp, tận dụng những lợi thế của cơ chế hợp tác và tin cậy lẫn nhau để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quân đội. Hàng ngàn người di cư Trung Mỹ, trong đó phần lớn đến từ Honduras, đã phải nghỉ đêm tại cây cầu biên giới nối giữa Guatemala và Mexico, trong bối cảnh nhà chức trách sở tại đang tìm cách ngăn chặn đoàn người tiếp tục hướng lên phía Bắc với hy vọng có thể nhập cảnh bất hợp pháp vào nước Mỹ. Nhà chức trách Guatemala và Honduras cho biết đang nỗ lực đưa người di cư Honduras về nước. Những trường hợp đặc biệt như phụ nữ, trẻ em, người già và người bệnh sẽ được đưa trở về bằng đường không. Tuy nhiên, phần lớn đoàn người đã lựa chọn ở lại trong bối cảnh chính phủ Mexico tuyên bố sẽ đánh giá lý do xin cư trú của từng người di cư để cấp thị thực.
Đụng độ cũng đã xảy ra khi đám đông người di cư ném đá về phía cảnh sát chống bạo động, buộc họ phải đáp trả bằng đạn cao su và hơi cay, khiến nhiều người bị thương. Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto đã gọi tình hình hiện nay là chưa từng có tiền lệ. Dự kiến Tổng thống Honduras sẽ gặp người đồng cấp nước chủ nhà Guatemala để thảo luận về những bước đi tiếp theo trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo đoàn người di cư cần phải được ngăn chặn trước khi tới được đích đến cuối cùng là nước Mỹ. Nếu không, ông sẽ cắt viện trợ cho khu vực, triển khai quân đội cũng như đóng cửa biên giới với Mexico. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đã tới Mexico để thảo luận về vấn đề này với giới chức nước chủ nhà. Tình trạng hạn hán đang diễn ra ở mức báo động tại khu vực miền Đông Bắc của Thái Lan, gây ảnh hưởng nặng nề cho ngành nông nghiệp khu vực này. 32 huyện của tỉnh Nakhon Ratchasima đều đã ban bố tình trạng hạn hán. Khô hạn đã ảnh hưởng tới hơn 100.000 ha đất nông nghiệp, hầu hết trồng lúa. 14 khu vực trồng trọt và canh tác cần được hỗ trợ khẩn cấp. Hiện giới chức địa phương đang xem xét hỗ trợ một khoản tiền mặt cho bà con nông dân bị mất mùa. Tình trạng khô hạn khiến một số vùng phía Đông Bắc và Bắc của Thái Lan có nguy cơ khan hiếm nước nghiêm trọng. Lượng nước trữ trong nhiều đập hiện chỉ còn chưa tới 30%, không đủ phục vụ nhu cầu tưới tiêu vào mùa khô hạn sắp tới. Các đầm nước chỉ còn 30 ngày nữa để tích nước trước khi mùa mưa chấm dứt. Theo các tài liệu nộp kèm đơn kiện của các hãng quảng cáo trên tòa án Mỹ, Facebook bị cáo buộc là đã lừa dối, thổi phồng số lượt xem video quảng cáo. Facebook biết về những điểm không chính xác trong lượng người xem video, nhưng vẫn cung cấp cho các nhà quảng cáo và thương hiệu trong gần 2 năm qua. Hành động trên khiến các nhà quảng cáo tin rằng mọi người dành nhiều thời gian xem video quảng cáo trên Facebook hơn các nền tảng video khác. Dữ liệu tăng cao cũng khiến nhiều tổ chức truyền thông chú trọng vào video trên Facebook và lượt xem video hơn các hình thức truyền thông khác. Các nhà quảng cáo đứng đơn kiện đặt ra nghi vấn về những số liệu được cho là đã bị thổi phồng từ năm 2015. Hồ sơ khởi kiện của các nhà quảng cáo cũng cho thấy lượng người xem trung bình không chỉ được cố ý tăng thêm 60-80% như Facebook nói, mà chúng có thể bị làm khống lên đến khoảng 150-900%. Tuy nhiên, Facebook bác bỏ những cáo buộc trên. Sau đây là những thông tin văn hóa đáng chú ý. Lễ hội làn sóng văn hóa Hallyu lớn nhất châu Á với tên gọi Busan One Asia Festival 2018, gọi tắt là BOF 2018, sẽ chính thức khai mạc vào ngày 20 tháng 10 và kéo dài tới hết ngày 28 tháng 10 với sự tham dự của nhiều nhóm nhạc thần tượng đình đám, những nghệ sĩ Hallyu mới của Hàn Quốc. Năm nay là năm thứ 3 lễ hội BOF được tổ chức. Đây là một lễ hội văn hóa tổng hợp về làn sóng văn hóa Hallyu quy mô lớn diễn ra trên toàn thành phố Busan, Hàn Quốc nhằm mục đích kết nối hiện tại và tương lai. Buổi lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 20 tháng 10 theo giờ địa phương tại sân vận động chính Busan ASEAN. Bên cạnh đó, lễ hội năm nay cũng sẽ diễn ra nhiều chương trình văn nghệ và các hoạt động trải nghiệm đa dạng trên toàn thành phố Busan. Tại thủ đô Bruxelles của Bỉ, một triển lãm trưng bày các tác phẩm của danh họa nổi tiếng Van Gogh đã được mở ra, thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan bởi sự kết hợp đầy độc đáo giữa những bức tranh cổ điển và công nghệ 3D. Điều thú vị là những bức tranh tại đây có thể chuyển động 360 độ trên những màn hình lớn được gắn trên tường. Những tác phẩm nổi tiếng của danh họa Van Gogh được trưng bày bao gồm Đêm đầy sao hay Hoa hướng dương đều được phóng to hơn rất nhiều so với bản gốc. Mỗi bức họa đều mang đến cho người xem nhiều cảm nhận khác nhau về hình ảnh, màu sắc cũng như âm thanh nhờ công nghệ 3D hiện đại. Phần cuối của chương trình Thời sự tối nay, nhiều tuyến đường xuống cấp trầm trọng gây khó khăn cho người dân khi lưu thông qua các tuyến đường liên thôn, liên xã. Thưa quý vị và các bạn, với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, cùng với chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, mưa nhiều, nên hiện nay một số tuyến đường tỉnh lộ liên xã liên thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế xã hội, nhất là đảm bảo an toàn giao thông của địa phương. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự tại một số địa phương trong tỉnh. Lầy lội, trơn trượt, té ngã hàng loạt khi tham gia giao thông là những gì đã và đang diễn ra tại cung đường của các thôn 3, 12, 13 và 15 của xã Hòa Nam, huyện Di Linh. Mỗi một lần đi chợ hay là đưa con đi học á, rất là vất vả. Đi có những nhiều hôm mà đi gặp trời mưa nó trơn, nó ngã lên ngã xuống, về nhiều khi đi học này ngã bẩn hết đồ lại phải quay về thay đồ.
rồi lại phải đi nữa. Mà đi thì nó suốt ngày bơi hai chân thôi, không được bỏ chân lên trên cái chân trống, chân để chân nữa, rất là khó khăn. Chị có mong muốn gì không ạ? Dạ cũng mong muốn nhà nước là cũng tài trợ để làm con đường này cho nó dễ đi, để cho con em chúng tôi đi học cho nó dễ dàng, đỡ vất vả, đỡ khổ sở. Sự việc bắt đầu từ tháng 6 năm 2018, khi cả hai tuyến đường này do các đơn vị thi công chở đá non, đất về đổ. Kèm theo mưa liên tục trong thời gian dài, nhưng không kịp lưu nén, khiến con đường này trở nên lầy lội hơn. Là hai tuyến đường độc đạo, nên nhiều phương tiện đã té ngã, gây thương tích và tai nạn. Không chỉ vậy, đang là thời điểm người dân địa phương thu hoạch sầu riêng. Do sình lầy quá nhiều, người dân không thể vận chuyển hàng hóa, hoặc dùng các phương tiện khác cũng bị ép bán với giá thấp. Mẹ chở con đi nhiều lúc phải ngã lên, ngã xuống, còn phải quay về để thay đồ mới được đi nữa, mà con đường khổ lắm. Con đi xe đạp mà xe đạp đó đất nó bám vào dè không đi được, còn phải dắt nữa. Con đường này rất là cực ạ, đi té lên té xuống rồi đường xá nó nảy nội như này. Em đi té chân tay sắt hết ra rồi. Xã Hòa Nam, huyện Di Linh hiện có hai tuyến đường dân sinh là đường liên xã từ thôn 3 đi thôn 12, 13 qua xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm với tổng chiều dài 4,2 km. Và đường liên thôn 12 đi thôn 15 có chiều dài 2,2 km được nhà nước đầu tư nâng cấp với nguồn vốn gần 4,5 tỷ đồng. Trong đó, tuyến đường liên thôn 12 đi thôn 15 đã được đầu tư nhưng chưa được nghiệm thu thì đã lầy lội như thế này. Con đường này á là nó đã có nền cứng rồi, nên là từ ngày xưa là được hưởng lợi của thủy điện BOT, tức là người ta đã đền bù giải phóng mặt bằng, người ta làm sẵn rồi. Thì đợt này thì nghe bảo là cấp trên là cho thêm tiền kinh phí để nâng cấp con đường, nhưng thực tế nâng cấp thì phải hơn cũ, nhưng chúng tôi thấy là nâng cấp rồi mà đây các đồng chí biết là toàn đổ đá nhưng mà đá không đạt tiêu chuẩn nên nó đã thành bùn đây. Thì mấy tháng nay bà con tôi đi rất vất vả, đường là ngập như này, các cháu học sinh là không đi nổi, rồi nông sản là bị ép giá. Cho nên hiện nay là tôi cũng thay mặt cho ba thôn đây kiến nghị lên cấp trên, đề nghị là cho chúng tôi con đường là phải đảm bảo chất lượng để là học sinh đi học được hàng ngày, nó là an toàn và nông sản chúng tôi bán không bị ép giá. Qua đề xuất của lãnh đạo địa phương thì được sự quan tâm của huyện và bà con có ý kiến thì huyện là cho nâng cấp, tức là sửa chữa mặt đường là với kinh phí là 1,5 tỷ và tổng chiều dài là khoảng 4,3 cây. Nên do vậy là qua thời gian vừa rồi ấy, nó mưa quá, nên do vậy là trong quá trình mà tổ chức ấy, thì nó chưa đảm bảo, nên vậy nó sình. Nên bà con vừa rồi là đi là các đồng chí đã biết là bài báo là nó sình rất là cao. Thì ngày từ hôm qua đến nay ấy, thì là trời nó đã nắng lên, và ý kiến của lãnh đạo địa phương cũng như của huyện chỉ đạo là bây giờ chúng tôi đang cho các đơn vị là vét toàn bộ cái bùn này trở đi và chuẩn bị cho cái công tác là thi công để đảm bảo là cứng hóa bà con đi lại cho đảm bảo yêu cầu. Theo lãnh đạo xã Hòa Nam, đường lầy lội gây khó khăn cho người dân đi lại chưa được giải quyết thấu đáo do đang trong giai đoạn mùa mưa, không thể thi công. Trước mắt đã cho san gạt đất qua hai bên đường, chờ thời tiết thuận lợi sẽ thi công. Và chính quyền địa phương cùng các phòng chức năng huyện Di Linh cũng đã có phương án đấu thầu thi công đường từ thôn 3 đi thôn 12, 13 qua xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm. Việc làm này là cần thiết, không chỉ giúp người dân có con đường khang trang để đi lại, lưu thông hàng hóa, yên tâm sản xuất, đảm bảo cuộc sống, mà còn cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí đã đề ra. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.